có rất là nhiều anh em mà nick không khác gì clone. Thật sự các bạn, nhiều anh em nick không khác gì clone. Có nghĩa là các bạn sẽ nhìn vào trong cái nick, người ta sẽ đánh giá là cái nick này trông nó có uy tín không. Không phải là cứ một cái nick mà đang ngồi trên ghế như này là trông uy tín thôi anh em nhé. Cái hình mà người đang ngồi trên ghế như này chưa chắc đã trông uy tín, có khi người ta nhìn người ta còn bảo là vì sao chúng ta nên triển khai real profile. Lý do là bởi vì thứ nhất, chúng ta nên triển khai để phục vụ cho cái hệ sinh thái kênh của chúng ta. Và nếu mà chúng ta triển khai tốt thì gần như là công ty bạn có càng nhiều nhân sự thì các bạn có thể có được một cái hệ sinh thái càng rộng. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy rằng là đội ngũ marketing ở trong công ty bạn có triển khai real profile không? Anh em nào mà đội ngũ marketing công ty mình đang làm thì comment số 1. Ai mà không làm thì comment số 0. Xin bắt đầu. Cho nên quy trình triển khai đầu tiên của chúng ta đó là gì ạ? Bàn giao tài nguyên cho sếp nhân sự. Bàn giao tài nguyên nhân sự. Thì khi mà bàn giao tài nguyên nhân sự thì đầu tiên là tính sở hữu. Là chúng ta sở hữu. Để đảm bảo việc này, các bạn có thể vào trang bánvia.net để các bạn mua. Các bạn có thể mua bất kỳ đâu nhé, tùy các bạn. Đấy, các bạn có thể mua bất kỳ đâu thì các bạn, nhưng ví dụ như bên mình thì hay mua ở bên này đúng không, thì đây là mình chỉ gợi ý thế thôi, còn cái việc mà các bạn mua được đâu thì đấy là tùy các bạn. Thì khi mà chúng ta sở hữu rồi thì các bạn lưu ý là đổi thông tin, và thông tin này là chỉ chúng ta biết. Như vậy nhân sự sẽ là gì ạ? Sử dụng. Thì nhân sự sử dụng chúng ta sẽ làm gì? Login sẵn vào máy cho nhân sự. Khi mà các bạn login sẵn vào máy cho nhân sự thì lúc này họ chỉ việc đổi qua đổi lại nick thôi, chứ họ sẽ không cần là ID và password. Ví dụ như các bạn không cần ID và password làm gì, không cần phải hỏi thông tin về nick làm gì, các bạn chỉ biết là sử dụng cái nick đấy. Và các bạn lưu ý là để đảm bảo cho cái việc các bạn không bị mất thời gian cho cái việc này, và đây là tài sản, thì các bạn phải coi đây là một cái tài sản. Chính vì coi nó là tài sản thì các bạn sẽ bị yêu cầu là gì? Mất đề. Và các bạn yêu cầu là mất mic. Nhẹ thì mất thì đề. Các bạn sẽ yêu cầu là phải ký giao kèo. Mất thì đề bao nhiêu? Đây là một cái tip nhỏ mà các bạn vui lòng làm, phụ thuộc vào mỗi một người khác nhau thì triển khai khác nhau. Vì sao vậy? Vì bên mình đã triển khai rất nhiều đơn vị thì bọn mình có một kinh nghiệm như thế này. Đó là nếu như mất mà được cấp nick mới thì một tháng người ta mất 10 cái nick. Thì giúp các bạn. Nếu như mất mà được cấp nick mới một tháng người ta mất 10 cái nick. Suy ra chỉ cần họ có 5 nhân sự thôi là coi như chúng ta không có thời gian làm việc khác. Bởi vì đơn giản là cứ mất, họ không thích làm một thời gian là họ cứ làm cho nick bị chết hoặc là họ bảo bị mất, và thế là họ yêu cầu phải cấp nick mới. Thế thì chỉ cần bảo là mất thì đền. Ví dụ bạn yêu cầu đền 500.000. Bởi vì đấy là tài sản công ty, đúng chưa các bạn? Thế thì các bạn sẽ phát hiện ra là họ không mất. Nếu mà để họ không mất thì họ mất liên tục. Nhưng nếu để họ mất thì họ lại không mất. Nghe hơi nghịch lý không các bạn? Cho nên bước 1 là bàn giao tài nguyên cho nhân sự. Bước 2 đó là gì? Nếu như bạn bàn giao tài nguyên nhân sự xong rồi và bản thân bạn cũng làm thì các bạn vui lòng làm bước này. Đó là bật chế độ chuyên nghiệp. Bật chế độ chuyên nghiệp cho Bật chế độ chuyên nghiệp bằng cách nào? Các bạn vui lòng vào trong nick của mình. Các bạn vui lòng vào trong nick của mình. Các bạn vào mục 3 chấm ở đây. Và khi cái mục 3 chấm ở đây thì nó sẽ có mục là bật chế độ chuyên nghiệp hoặc là tắt chế độ chuyên nghiệp đi. Các bạn hoàn toàn có thể là bật tắt, thì bạn vui lòng bật chế độ chuyên nghiệp lên. Sau khi bật chế độ chuyên nghiệp lên,
Các bạn vui lòng để cho nó một cái avatar và cái ảnh theme trông cho nó uy tín một chút. Nếu như trong trường hợp có rất là nhiều anh em mà nick không khác gì clone, thật sự các bạn, nhiều anh em nick không khác gì clone, có nghĩa là các bạn sẽ nhìn vào trong một cái nick, người ta sẽ đánh giá là cái nick này trông nó có uy tín không. Không phải là cứ một cái nick mà đang ngồi trên ghế như này là trông uy tín thôi anh em nhé. Cái hình mà người đang ngồi trên ghế như này chưa chắc đã trông uy tín, có khi người ta nhìn người ta còn bảo là người ta nghi ngờ hơn anh em, thật sự. Đấy, cho nên các bạn sẽ nhìn đủ thông tin, bao gồm là hình, bao gồm là cái ảnh theme này này, thì nó có ảnh hưởng đến tỷ lệ đề xuất không? Nó hoàn toàn ảnh hưởng tỷ lệ đề xuất, vì nếu như mà các bạn mà không để thông tin đầy đủ thì là nền tảng nó không đề xuất. Lý do vì sao? Thì bởi vì nền tảng nó bảo là như thế, nền tảng nó bảo là như vậy, có nghĩa là trong cái cơ chế đề xuất nội dung của nó là có cái phần thông tin tiểu sử. Ví dụ các bạn, đây để mình tìm cho các bạn cái tài liệu mà nó ghi về điều này, một cái tài liệu nền tảng luôn, nó ghi điều đấy. Có nghĩa là nếu như mà bạn không đầy đủ thông tin thì nó sẽ không đề xuất nội dung bạn, mà rõ ràng chúng ta đang làm để nó được đề xuất đúng không? Các bạn nhìn này, đây mục tiêu chúng ta làm là để được đề xuất, chính vì vậy chúng ta cần phải đảm bảo được cái hình này bao gồm một nội dung chất lượng. Nội dung chất lượng bao gồm nội dung nguyên gốc. Thế nào là nội dung nguyên gốc thì mình sẽ chia sẻ mọi người sau. Tránh đưa vào thông tin sai sự thật và nội dung câu lực nhất. Chính vì vậy cho nên trong cái nội dung mình đừng ghi những cái từ là nhấp vào bình luận hay là bấm like hay là bấm chia sẻ. Đừng làm những cái điều đấy ở trong phần bài viết. Nhạy cảm kém chất lượng. Đây. Một là không phải nội dung không chính gốc. Hai là tuyên bố về y tế tài chính, cho nên các bạn né cho mình những cái từ liên quan đến y tế và tài chính ra. Liên kết đến trang web và nhà phát hành kém chất lượng, thông tin sai sự thật hoặc hiểu lầm, nội dung hoặc trang chia sẻ, hành vi vi phạm chính sách. Những nội dung như ảnh đại diện và thông tin giới thiệu cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng. Như vậy cái phần mà ảnh đại diện và thông tin giới thiệu của các bạn cũng cần phải làm cách cẩn thận. Nếu như mà bạn ảnh đại diện và thông tin giới thiệu mà bạn làm theo kiểu lôm nha lôm nhôm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc tỷ lệ đề xuất các bạn.